Việt Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện năm tải ngay về danh Xin chào tất cả các em học sinh yêu quý Buổi trước chúng ta đã học về số vô tỉ Hôm nay chúng ta học tiếp bài 2 Số thực, giá trị tuyệt đối của số thực Vậy số thực là gì? Giá trị tuyệt đối của số thực là gì? Chúng ta đặt vấn đề tập hợp gồm các số hữu tỉ và các số vô tỉ được gọi là gì? Thì như các bạn đã biết là gì? Chương 1 chúng ta học về số hữu tỉ Bài 1 chúng ta học về số vô tỉ Thế vấn đề đặt ra ở đây là tập hợp bao gồm cả số hữu tỉ và số vô tỉ thì được gọi là gì? Thì đấy chính là lý do mà một tập hợp mới ra đời Bao gồm cả số hữu tỉ và số vô tỉ Đó là tập hợp số thực các bạn ạ Chúng ta đi vào mục 1, số thực và tập hợp số thực để mình tìm hiểu rõ và kỹ hơn loại số này Cô có hoạt động số 1 Trong các số sau, số nào là số hữu tỷ, số nào là số vô tỷ 2 phần 3, 3,45 tuần hoàn Căn bậc 2 của 2, âm 45 Trừ căn bậc 2 của 3, 0 và số pi thế thì để làm được hoạt động này thì các bạn phải nhớ kiến thức của bài trước đúng chưa chúng ta cô nhắc lại kiến thức bài trước số hữu tỷ thì viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn hoặc viết được dưới dạng phân số đúng chưa thế còn số vô tỷ là những con số mà viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn thì dựa vào kiến thức trước đấy Bây giờ mình sẽ xếp các số này thành hai loại Đầu tiên các số hữu tỷ Chúng ta sẽ có các số 2 phần 3 là phân số là số hữu tỷ này 4,45 tuần hoàn Số thập phân vô hạn tuần hoàn cũng là số hữu tỷ đúng không? Âm 45 chắc chắn là số hữu tỷ Và số 0 cũng là số hữu tỷ còn lại các số căn bậc 2 của 2 trừ căn bậc 2 của 3 và số pi buổi trước mình học rồi đúng không? Nó sẽ viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên nó là các số vô tỉ. Thì như vừa nãy đặt đề bài cô có nói đấy, chúng ta kết luận các bạn này, ta gọi chung các số hữu tỉ và các số vô tỉ là số thực. Tập hợp các số thực được ký hiệu là R. Đấy, thì khi mà một tập hợp mới ra đời thì nó luôn có ký hiệu đúng không các bạn? Cô nhắc lại, tập hợp số tự nhiên là N, tập hợp số nguyên là Z, tập hợp số hữu tỉ là Q, tập hợp số vô tỉ là Y thì bây giờ tập hợp các số thực người ta ký hiệu là R Các bạn lưu ý các ký hiệu này để chúng ta làm bài tập Tiếp theo chúng ta có thêm cái ký hiệu Đấy là cách viết X thuộc R cho biết số X là một số thực có nghĩa là sao các bạn? Có nghĩa là khi mà mình nói số x là số thực thì chúng ta có thể ký hiệu là x thuộc R er, thì nó sẽ nhanh hơn. Tiếp theo chúng ta có là như vậy, một số thực chỉ có một trong hai dạng biểu diễn thập phân sau đây. A, dạng thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn nếu đó là số hữu tỷ B, dạng thập phân vô hạn không tuần hoàn nếu đó là số vô tỉ Cái này thì dễ hiểu đúng không các bạn? Vừa nãy mình làm hoạt động 1 rồi Tiếp theo cô có ví dụ 1 Sau khi học về số thực rồi Thì ở đây cô có ví dụ A à, Ta có số 3 đại diện cho số tự nhiên Số dương, số 0 Âm 5 là đại diện cho số nguyên âm 3 phần 7 Số là phân số dương âm 5 phần 9 Phân số âm 3,125 đại diện cho số thập phân Trừ 4, 2 phần 3 đại diện cho hỗn số Căn bậc 2 của 3 đại diện cho số vô tỉ Hay là số pi cũng là số vô tỉ Thì tất cả các loại số chúng ta đã học các bạn Đều gọi là các số thực Tiếp theo, ý B là để các bạn thành thạo hơn về ký hiệu đúng không? Thay vì việc mình nói theo lời là là các số thực, các bạn có thể ký hiệu như sau. 3 thuộc R, 0 thuộc R, trừ 4 phần 5 thuộc R, hay là số thập phân trừ 12 phần 35 thuộc R, hay là số thập phân vô hạn tuần hoán 3,273 tuần hoán thuộc R, căn 2 cũng thuộc R và số pi cũng thuộc R. Nhắc lại một lần nữa, tóm lại, tất cả các số chúng ta đã học Đúng không? Bao gồm cả số vô tỉ vừa mới học nữa đều thuộc tập hợp các số thực. Tiếp theo, cô có bài thực hành 1 để chúng ta củng cố thêm kiến thức. Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Nếu sai, hãy phát biểu lại cho đúng. Chúng ta có tất cả 4 khẳng định tương ứng, tương ứng với 4 ý A, B, C, D đấy. Thì chúng ta sẽ xét từng ý một các bạn nha. Đầu tiên là ý A. Căn 3 thuộc quy là đúng hay sai các bạn nhỉ? Sai đúng không? Lý do là bởi vì các bạn căn ba mình học rồi nó là số vô tỉ. Đúng chưa? Mà số vô tỉ thì phải ký hiệu là eg. Còn q là số hữu tỉ đúng không? Tập hợp số vô tỉ và tập hợp số hữu tỉ là hai tập hợp tách rời nhau. Đấy, nên là ký hiệu này là sai. Thì nếu nó sai thì phải phát biểu lại đúng đúng không? thì mình sẽ ký hiệu ngược lại là căn 3 không thuộc Q. Ký hiệu thuộc có gạch chéo thì mình đọc nó là không thuộc Q, được chưa? Tiếp tục ý B. căn 3 thuộc R. Thì đúng chưa các bạn nhỉ? Như mình đã biết là căn 3 thì là số vô tỉ. Vậy nó có thuộc R không? có các bạn nha Chúng ta vừa mới học xong Khẳng định này là đúng Bởi vì mình vừa học xong là gì R là tập hợp số lớn nhất Bao gồm cả số hữu tỉ và cả số vô tỉ nữa Thì đương nhiên số vô tỉ phải thuộc R rồi Tiếp tục ý C 2 phần 3 không thuộc R Khẳng định này đúng hay sai nhỉ? Khẳng định này hoàn toàn sai các bạn nha Các bạn nhớ giúp cô một điều là gì? Tập hợp R là tập hợp số thực tập hợp số lớn nhất và tất cả các số chúng ta đã học đều là thuộc R. Được chưa? 2 phần 3 phải thuộc R. 2 phần 3 đúng không? Số viết được dưới dạng phân số là số hữu tỉ đấy. Và số hữu tỉ thì đương nhiên phải thuộc R rồi. Tiếp tục ý D trừ 9 thuộc R. Mình có thể khẳng định luôn là đúng đúng không các bạn? Bởi vì cô vừa nói xong đã R là tập hợp số lớn nhất và tất cả các số chúng ta đã học đều thuộc R. Đấy là bài thực hành 1. Thì như vừa nãy đến giờ chúng ta phân tích thì chúng ta lưu ý cho cô một cái chú ý đó là gì? Trong các tập hợp số mà ta đã được học, tập hợp số thực là rộng lớn nhất bao gồm tất cả các số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ và số vô tỉ, đúng không? Điều này cô đã nhắc đi nhắc lại lúc mình làm bài thực hành một rồi. Tiếp theo, chúng ta có kết luận sau trong tập hợp các số thực ta cũng có các phép tính với các tính chất tương tự như các phép tính trong tập hợp số hữu tỉ mà chúng ta đã biết đúng không? Đấy nói tóm lại là gì? Tập hợp số thực có mọi tính chất của tập hợp số hữu tỉ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mục 2 thứ tự trong tập hợp số thực. Cô có hoạt động số 2, so sánh các số thập phân sau đây: 3,14, 3,1415, 3,141515. Thì so sánh hai số thập phân các bạn đã được học ở lớp dưới rồi đúng không? Cách so sánh là gì? Đầu tiên chúng ta so sánh phần nguyên. Nếu phần nguyên bằng nhau thì tiếp tục chúng ta so sánh phần thập phân. Lần lượt so sánh phần thập phân từ trái qua phải đúng không? Chữ số thập phân thứ nhất rồi đến chữ số thập phân thứ hai. Đó. Thì ở phần này chúng ta dễ dàng so sánh được là 3,14 sẽ bé hơn 3,1415, bé hơn 3,141515. Đúng chưa? Đó. Từ đó chúng ta kết luận là các số thập phân hữu hạn hoặc là vô hạn thì đều có thể được so sánh tương tự như so sánh hai số thập phân hữu hạn. Đó là đầu tiên so sánh phần nguyên, rồi đến phần thập phân thứ nhất, phần thập phân thứ hai, đúng chưa? Ta có thể so sánh hai số thực bằng cách so sánh hai số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn biểu diễn chúng. Do đó chúng ta có kết luận hai số thực x và y bất kỳ ta luôn có ba trường hợp xảy ra hoặc x bé hơn y hoặc x lớn hơn y hoặc x bằng y thế thì rõ ràng các bạn sẽ thấy là thứ tự trong tập hợp số thực nó cũng giống như số thứ thứ tự trong các tập hợp số đã học như là số hữu tỉ hay là số vô tỉ đúng không chúng ta đều có thể sắp xếp thứ tự của nó từ bé đến lớn ví dụ 2 cô sẽ so sánh hai số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Đấy là 1,45273 chấm sẽ bé hơn 1,4531 tuần hoàn. Rõ ràng các bạn sẽ thấy là gì mặc dù nó vô hạn tuần hoàn, chúng ta có thể không biết dãy số phía sau là như thế nào nhưng bằng cách so sánh hai số thập phân, đúng không? So sánh phần nguyên rồi so sánh thứ tự chữ số thập phân thứ nhất, chữ số thập phân thứ hai thì chúng ta cũng có thể hoàn thành so sánh hoàn toàn so sánh được. Đây, ví dụ này chẳng hạn chúng ta sẽ thấy là 1,45 là giống nhau rồi đúng không? Chúng ta so sánh chữ số thập phân thứ ba với nhau thì số 2 bé hơn số 3 nên chúng ta có thể kết luận được luôn là So phép so sánh này là điền dấu bé đúng chưa? Mà không cần phải so sánh phía sau nữa, có nghĩa là mình không cần phải biết phía sau nó là gồm những số nào đúng chưa? Hoàn toàn tương tự, cô sẽ so sánh một số thập phân vô hạn không tuần hoàn và một số thập phân hữu hạn, đúng không? chúng ta cũng có thể so sánh được căn 3 bằng 1,73205, 3 chấm thì nó sẽ bé hơn 1,733 đúng không? Chúng ta sẽ thấy là gì? Mình so sánh lần lượt. Đúng không? Đến chữ số thập phân thứ ba đấy của căn bậc 3, căn bậc 2 của 3 là số 2 đúng không? Còn chữ số thập phân thứ ba của 1,733 là số 3. 2 bé hơn 3 thì từ đấy mình có thể điền luôn dấu bé hơn rồi đúng chưa? Tiếp theo, so sánh hai số thập phân vô hạn không tuần hoàn là âm Thì so sánh hai số âm các bạn lưu ý nha Đầu tiên chúng ta so sánh gì? 3,52681 sẽ bé hơn 3,52693 So sánh phần dương đấy, đúng không? Thì lúc này mình phải suy ra ngược lại là âm 3,52681 3 chấm sẽ lớn hơn âm 3,52693 đúng không? cụ thể ở đây là gì? Mình so sánh đến chữ số thập phân thứ tư đúng không? Số 8, bé hơn số 9. Đấy thì suy ra là phần âm đấy lớn hơn đúng không? Tiếp theo cô cô có thêm một chú ý nữa là với hai số thực dương a và b ta có nếu a lớn hơn b thì căn bậc 2 của a lớn hơn căn bậc 2 của b. Thì cái chú ý này sẽ giúp các bạn điều gì nhỉ? chúng ta có thể so sánh luôn hai số căn bậc 2 mà không phải viết nó dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn đúng không các bạn? Đấy, một lần nữa cô nhắc lại, nếu A lớn hơn B thì chúng ta có thể suy ra luôn là căn bậc 2 của A sẽ lớn hơn căn bậc 2 của B. Cô có ví dụ 2, cụ thể do 3 lớn hơn 2 nên chúng ta có thể kết luận luôn là căn bậc 2 của 3 sẽ lớn hơn căn bậc 2 của 2. Tiếp theo, để củng cố, cô có bài thực hành 2 so sánh hai số thực ý a yeah, 4,56 và 4,5629. Lúc này nếu như mà chúng ta để cái chữ số số thập phân vô hạn tuần hoàn như vậy thì chúng ta khó so sánh đúng không? Bởi vì gì chúng ta thấy là 4,56 ở bên này giống với 4,56 ở bên kia, có nghĩa là mình phải tiếp tục so sánh chữ số thập phân thứ 3 đúng không? Đấy, thì lúc này để dễ làm hơn này, các bạn có thể viết 4,56 tuần hoàn dưới dạng là 4,56563 chấm. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy chữ số thập phân thứ ba của 4,56 là số 5 đúng không? Mình so sánh với bên kia, chữ số thập phân thứ ba sẽ là số 2 đúng không? 5 lớn hơn 2 thì lúc này mình có thể điền luôn dấu lớn rồi. Đúng chưa? Tiếp theo ý B, chúng ta có -3,65 và -3,6491. Thế thì trong trường hợp này các bạn sẽ thấy là chúng ta không cần phải viết lại số thập phân vô hạn tuần hoàn dài ra đúng không? Bởi vì các bạn đã thấy là ngay chữ số thập phân thứ hai đấy là gì? 65 là số 5 đấy. Thì mình có thể so sánh bên kia nó khác rồi là 64 là số 4 đúng không? Thì lúc này mình sẽ so sánh là 5 lớn hơn 4. Các bạn lưu ý là chúng ta đang so sánh hai số âm. Thì lúc này mình phải đổi dấu đúng không? Âm 3,65 tuần hoàn sẽ bé hơn âm 3,6491. Tiếp theo cô có ý C, 0,21 tuần hoàn và 0,212 tuần hoàn. Đó, thì nhìn vào đây thì rõ ràng các bạn sẽ thấy là gì? Hai chữ số thập phân đầu tiên là 21, nó giống nhau rồi. Thì chúng ta có thể viết lại nó dưới dạng để chúng ta so sánh dễ hơn đúng không? Cô sẽ viết các bạn này, 0,21 tuần hoàn sẽ bằng 0,21212121. Thế còn 0,2212 tuần hoàn nó sẽ là 0,2121212. Thì rõ ràng các bạn sẽ thấy là giấy sau khi mà chúng ta viết ra thế này chúng ta sẽ thấy là bản chất hai cái số thập phân này là một đúng không? Viết dài ra sẽ thấy nó giống nhau. Thì từ đây chúng ta sẽ kết luận là vậy, 0,21 tuần hoàn sẽ bằng 0,212 tuần hoàn là xong bài thực hành 2. Tiếp theo, cô có bài vận dụng 1. Cho một hình vuông có diện tích 5 mét vuông, hãy so sánh độ dài A của cạnh hình vuông đó với độ dài B bằng 2,361 mét. Thế thì rõ ràng là muốn so sánh được A là độ dài của cạnh hình vuông với B thì mình phải tính A đầu tiên đã đúng không? Bây giờ tính cạnh hình vuông sau đây, để cho biết là diện tích hình vuông là 5 mét vuông Thế biết diện tích thì tính cạnh hình vuông ra sao? Cái này chúng ta đã được học những bài trước rồi đúng không? Chúng ta có công thức là gì? Cạnh hình vuông thì sẽ bằng căn bậc 2 của diện tích Hoặc nếu bạn nào không nhớ thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn suy luận ra được Đó là chúng ta có là gì? cạnh hình vuông là a mũ 2 lên thì bằng diện tích đúng không? a mũ 2 bằng 5 thì từ đấy mình suy ra là a sẽ bằng căn bậc 2 của 5. Vì vậy cô có lời giải. Độ dài a của cạnh hình vuông là a bằng căn bậc 2 của 5 và cô viết nó dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn 2,2360683 m. Lý do cô viết nó dưới dạng số thập phân không tuần hoàn là để cô so sánh A với B, hai số thập phân đúng không? Bây giờ các bạn hãy nhìn vào A và B và chúng ta so sánh. Cách so sánh là đầu tiên mình so sánh phần nguyên. Sau đấy mình sẽ so sánh phần thập phân theo thứ tự từ trái qua phải đúng không? Đấy thì các bạn sẽ thấy là phần nguyên 2 với 2 giống nhau. Đến phần thập phân ở chữ số thập phân thứ nhất chúng ta so sánh được luôn là 3 lớn hơn 2 đúng không? Hay là 2 bé hơn A đấy. Thì từ đấy là mình có thể suy ra luôn là A bé hơn B đúng không? Đó là xong vận dụng 1 Tiếp theo chúng ta học tiếp mục số 3 Trục số thực Vậy thì trục số thực có khác gì hay là giống gì So với trục số hữu tỉ Chúng ta cùng tìm hiểu nha Cô có hoạt động 3 Quan sát hình vẽ bên và cho biết độ dài đoạn thẳng OA bằng bao nhiêu? Độ dài đoạn thẳng OA có phải là số hữu tỉ hay không? Thì bây giờ mình sẽ quan sát hình vẽ các bạn nha, cách mà người ta dựng đoạn thẳng OA, các bạn nhìn vào hình vẽ cô sẽ giải thích. Đầu tiên là các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta có một hình vuông có độ dài cạnh bằng 1. Sau đấy người ta vẽ đường chéo của hình vuông. Đúng chưa? Sau đấy người ta sẽ dựng đường tròn tâm O, bán kính là đường chéo của hình vuông. Lúc này nó cắt đường thẳng nằm ngang tại A Đúng không? Thì chúng ta có đoạn thẳng OA Theo cách vẽ nó chính là bằng đường chéo của hình vuông Thế bây giờ để tính độ dài đoạn thẳng OA Thì mình phải tính độ dài đường chéo hình vuông Đúng không? Bây giờ cạnh hình vuông là một Thì độ dài đường chéo của hình vuông là bao nhiêu? Thì bài này chúng ta đã được học ở trước rồi đúng không? Các bạn nhớ lại giúp cô, chúng ta đã làm và chứng minh rồi, cô nhắc lại. Hình vuông có cạnh bằng 1 thì độ dài đường chéo sẽ bằng căn 2. Từ đấy mình suy ra độ dài đoạn thẳng OA cũng bằng căn 2. Tiếp theo, ý tiếp theo người ta hỏi là độ dài đoạn thẳng OA có là số hữu tỉ hay không? Thì rõ ràng các bạn sẽ thấy là căn 2 mình học nó là số vô tỉ đúng không? Và số vô tỉ thì không phải là số hữu tỉ. Thế thì bây giờ các bạn nhìn vào cái đường thẳng nằm ngang chiếu OA ấy thì cái đoạn OA bằng căn 2 đúng không? Thì từ đấy người ta kết luận thế này các bạn này. Do đó ta có thể biểu diễn số vô tỉ căn 2 trên trục số như thế sau. Đây, chúng ta có một cái trục số rất là quen thuộc đúng không? Đấy, điểm 0 là gốc đúng không? 1 2 3 4 -1 -2 -3, 3 đúng không? Thì từ đấy từ cách vẽ đoạn thẳng OA dài căn 2 đấy thì người ta sẽ dựng được Đúng không? Để biểu diễn được điểm căn 2 trên trục số như hình vẽ đúng không các bạn? Tương tự hoạt động 3 đó. Đấy, từ đấy thì người ta đã chứng minh được rằng các bạn, chúng ta có mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số. Ví dụ số căn 2 vừa nãy đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể biểu diễn được số vô tỷ trên trục số cũng như là số thực đấy đúng không? Ngược lại, mỗi điểm trên trục số biểu diễn một số thực. Vì thế, người ta còn gọi trục số là trục số thực. Chú ý, điểm biểu diễn số thực x trên trục số được gọi là điểm x. Cái này thì nó giống với cả số hữu tỉ đúng không các bạn? Ta có, nếu x bé hơn y thì trên trục số nằm ngang, điểm x ở bên trái điểm y. Cái này cũng đúng đúng không? Trục số thì các bạn biết đấy, có chiều mũi tên là hướng về bên, bên phải đấy đúng không? Đấy thì từ trái qua phải thì các số sẽ tăng dần. Cô có ví dụ 4. Chúng ta có số căn 3 thì bằng 1,7323 chấm. Nó sẽ bé hơn 1,74. Đúng không? Thì trên trục số điểm căn 3 phải ở bên trái điểm 1,74. Tiếp theo, cô có bài thực hành 3 hãy biểu diễn các số thực căn 2 trừ căn 2 trừ 1,5 2 3 trên trục số. Thì để biểu diễn thì đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái trục số đúng không các bạn? Đó, chia thành những khoảng đơn vị là một Đầu tiên là trừ 2 đúng không? Thì bây giờ từ 0 mình sẽ đếm sang bên trái hai khoảng đúng không? Thì lúc này điểm này, vị trí này chính là biểu diễn số thực trừ 2 tiếp trục trừ căn 2. Trừ căn 2 thì các bạn hoàn toàn làm hoàn toàn tương tự với biểu diễn căn 2 vừa nãy mình làm đúng không? Chỉ có điều là mình sẽ vẽ về phía bên trái thôi đúng không? Đây thì chúng ta sẽ được điểm căn 2 là ở đây. Căn 2 là bằng 1,141 đấy các bạn, chính là cái điểm nó nằm gần không hơn á. Thế còn âm 1,5 đúng không? Thì từ cái khoảng từ -1 đến 2 chia đôi ra thì vị trí đấy chính là vị trí của điểm -1,5. Tiếp theo điểm 2, 2 là số dương thì từ 0 mình đếm qua hai khoảng sang bên phải đúng không? Thì đây chính là biểu, biểu diễn điểm 2. Tiếp tục điểm 3 thì sẽ là ở vị trí thứ 3 đúng không? Khoảng thứ 3. Đó là bài thực hành 3. Tiếp tục cô có vận dụng 2. Không cần vẽ hình. Hãy nêu nhận xét về vị trí của hai số căn 2 và 3 phần 2 trên trục số Thì cái này chính là cái chú ý vừa nãy chúng ta có đúng không? Các bạn nhớ lại nếu x bé hơn y thì x nằm bên trái trục số so với điểm y đấy đúng không? Thì bây giờ cũng hoàn toàn tương tự Để biết vị trí của hai điểm này trên trục số Thì bước đầu tiên mình phải so sánh hai số đấy đây cô sẽ so sánh này so sánh hai số hữu tỉ thì cách làm nên là mình có thể viết nó dưới dạng số thập phân mình so sánh được không căn 2 thì bằng 1,4143 chấm còn 3 phần 2 chính là bằng 1,5 thì lúc này cô so sánh được là 1,414 sẽ bé hơn 1,5 nên kết luận căn 2 bé hơn 3 phần 2 từ đấy chúng ta sẽ có là vậy điểm căn 2 sẽ ở bên trái điểm 3 phần 2 đúng không? Tức là điểm nào bé hơn thì nằm bên trái đấy các bạn Tiếp theo chúng ta đến với mục 4 Khái niệm về số đối của một số thực Để tìm hiểu về số đối cô có hoạt động 4 Đây cô có một cái trục số đúng không? Và các bạn nhìn vào chữ màu đỏ hai trục, trục số biểu diễn hai điểm Đấy là điểm âm 4,5 Và điểm 4,5 Đó Thì các bạn đầu tiên là người ta bảo là gọi A và A phẩy lần lượt là hai điểm biểu diễn hai số 4,5 và âm 4,5 trên trục số Yêu cầu so sánh OA và OA phẩy Thì nhìn vào hình vẽ chịu rõ ràng là chúng ta có thể so sánh được luôn đúng không các bạn? Đoạn OA bằng đoạn OA phẩy bởi vì nó cùng bằng 4,5 đấy đúng không? Đó, thì lúc này Lúc này, người ta nói rằng hai số thực có điểm biểu diễn trên trục số cách đều điểm gốc ô và nằm về hai phía ngược nhau thì gọi là hai số đối nhau. Số này gọi là số đối của số kia. Tiếp theo, ký hiệu số đối của số thực x ký hiệu là trừ x và chúng ta có là hai số đối nhau có tổng bằng 0 x cộng với trừ x bằng 0. Đây, cô có ví dụ 5 cụ thể rõ hơn. Số đối của căn bậc 2 của 2 là trừ căn bậc 2 của 2. Chúng ta chỉ cần thêm dấu trừ phía trước thôi, đúng không? Và ngược lại, số đối của trừ căn bậc 2 của 2 sẽ là căn bậc 2 của 2. Tiếp theo, cô có bài thực hành 4. Tìm số đối của các số thực sau 5,12 số pi và trừ căn bậc 2 của 13. Đây thì đầu tiên cô có là số đối của 5,12 là trừ 5,12. Chúng ta có ký hiệu số đối đúng không? Đấy, với số đối là 5,12 chúng ta chỉ cần thêm dấu trừ phía trước là chúng ta sẽ được số đối của nó. Tương tự, số đối của pi sẽ là trừ pi. Còn số đối của trừ căn bậc 2 của 13 đúng không? Thì ngược lại chúng ta bỏ dấu trừ đi thì sẽ ra là căn bậc 2 của 13. Thế thì rõ ràng là tìm số đối cô kết luận là nó sẽ khá là dễ đúng không? Đấy, nếu như là số dương thì mình chỉ cần thêm dấu trừ phía trước để được số đối, còn nếu số âm thì mình bỏ dấu trừ phía trước đi đúng không? Đấy là cách tìm hai số đối nhau. Tiếp tục cô có vận dụng 3, yêu cầu so sánh các số đối của hai số căn bậc 2 của 2 và căn bậc 2 của 3. Đúng không? Thì bài này mình sẽ làm như sau. Đây cô có là vì 2 bé hơn 3 nên chúng ta suy ra là căn bậc 2 của 3 cũng sẽ bé hơn căn bậc 2 của 3 đúng không? Đó, thì bây giờ số đối chúng ta suy ra số đối thì thêm dấu trừ phía trước đúng không? Và so sánh thì mình sẽ đổi dấu chúng ta có là suy ra căn bậc 2 của trừ căn bậc 2 của 2 sẽ lớn hơn trừ căn bậc 2 của 3. Đúng chưa? Là xong số đối, chúng ta đến với mục 5, giá trị tuyệt đối của một số thực. Để tìm hiểu về khái niệm giá trị tuyệt đối, cô có hoạt động 5. Trên trục số so sánh khoảng cách từ điểm 0 đến điểm căn bậc 2 của 2 và trừ căn bậc 2 của 2 đúng không? Một lần nữa, chúng ta so sánh hai điểm này chính là gì? Hai số đối nhau ấy, đúng không? Và các bạn sẽ thấy là cái khoảng cách này là bằng nhau đúng không? Khoảng cách từ điểm 0 đến điểm căn bậc 2 của 2 và trừ căn bậc 2 của 2 là bằng nhau đúng không? Chính là bằng căn bậc 2 của 2 ấy, đúng chưa? Đấy thì từ đấy người ta có khái niệm về giá trị tuyệt đối như sau các bạn ạ. À. Giá trị tuyệt đối của một số thực x là khoảng cách từ điểm x đến điểm 0 trên trục số Đúng không? Ví dụ như là gì? Từ đấy mình có thể suy ra là giá trị tuyệt đối của căn bậc 2 của 2 chính là bằng căn bậc 2 của 2 ấy, đúng không? Còn giá trị tuyệt đối của trừ căn bậc 2 của 2 thì nó bằng căn bậc 2 của 2 đúng không? Nó là cái khoảng cách Tiếp thôi, theo là ký hiệu Giá trị tuyệt đối của một số thực x được ký hiệu là Đấy các bạn nhìn vào màn hình Đây là dấu giá trị tuyệt đối của x đúng không? X được nằm bởi trong hai cái dấu gạch thẳng đứng đấy đúng không? Các bạn lưu ý ký hiệu để sau này chúng ta làm bài tập chúng ta có thể dùng ký hiệu để viết nhanh hơn. Từ đấy chúng ta có nhận xét như sau, nhận xét ta có giá trị tuyệt đối của x thì sẽ có 3 trường hợp xảy ra, bằng x, bằng trừ x hoặc là bằng 0. Giá trị tuyệt đối của x bằng chính nó là bằng x khi nào nhỉ? Khi x là số dương đúng không? Hay là x lớn hơn 0 đấy. Thế còn giá trị tuyệt đối của nó bằng trừ x là bằng số đối của nó đấy Thì là khi x bé hơn 0 đúng chưa Còn giá trị tuyệt đối của x bằng 0 thì khi x bằng 0 Và chúng ta có thêm nhận xét nữa này là Giá trị tuyệt đối của một số thực x luôn là số không âm Đúng không Từ đấy mình có ký hiệu là giá trị tuyệt đối của x thì lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x cái này dễ hiểu thôi đúng không? Bởi vì giá trị tuyệt đối là khoảng cách từ điểm x đến điểm 0 mà. Và cái khoảng cách thì mình luôn đo được là một số không âm, đúng chưa? Tiếp theo, cô có ví dụ 6 để hiểu rõ hơn. Cô có giá trị tuyệt đối của âm 3 đúng không? Là khoảng cách từ điểm âm 3 đến trục số đấy thì nó chính là bằng 3 đúng chưa? Tiếp theo, giá trị tuyệt đối của âm 5 phần 2 thì nó sẽ bằng 5 phần 2 và giá trị tuyệt đối của 0,345 thì bằng 0,345. Nói tóm lại, các bạn có nhận xét là gì đây nhỉ? Khi mà mình bỏ dấu giá trị tuyệt đối thì mình cho ra kết quả là một số dương. Đúng không? Tương tự này, giá trị tuyệt đối của căn bậc 2 của 2 thì sẽ bằng căn bậc 2 của 2. Giá trị tuyệt đối của trừ căn bậc 2 của 2 cũng bằng căn bậc 2 của 2, đúng không? Khoảng cách thì luôn dương hay là bỏ dầu giá trị tuyệt đối thì mình luôn viết được một số dương đấy. Đấy, tiếp tục giá trị tuyệt đối của trừ pi sẽ bằng pi. Tiếp theo, mình có bài thực hành 5. Tìm giá trị tuyệt đối của các số thực sau. Trừ 3,14, 41, trừ 5, 1,2 tuần hoàn, trừ căn bậc 2 của 5. Đấy thì bây giờ từng số 1 mình sẽ tìm được các bạn này Giá trị tuyệt đối của trừ 3,14 thì bằng 3,14 Giá trị tuyệt đối của 41 thì bằng 41 Giá trị tuyệt đối của trừ 5 thì bằng 5 Giá trị tuyệt đối của 1,2 tuần hoàn bằng 1,2 tuần hoàn Giá trị tuyệt đối của trừ căn bậc 2 của 5 bằng căn bậc 2 của 5 Nói tóm lại Giá trị tuyệt đối của một số Thì gì các bạn nhỉ? Nó là chính nó nếu như là số dương còn nếu là số âm thì mình bỏ dấu, dấu âm đi đúng không? Đấy, nói tóm lại là giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ số thực bất kỳ thì nếu nó luôn là một số dương, đúng chưa? Tiếp theo, cô có bài vận dụng 4. Có bao nhiêu số thực thỏa mãn giá trị tuyệt đối của x bằng căn 3? Hay nói cách khác là giá trị tuyệt đối của x bằng căn 3 thì x bằng bao nhiêu? Các bạn dễ dàng suy luận ra đầu tiên là các bạn sẽ nói là bằng x bằng căn 3 đúng không? Giá trị tuyệt đối của x bằng căn 3 thì x sẽ bằng căn 3. Nhưng các bạn đừng quên giúp cô nha, chúng ta có là gì? Nhớ giúp cô là x bằng trừ căn 3 thì giá trị tuyệt đối của x nó cũng bằng căn 3 đúng không? Thế thì các bạn sẽ rút ra một kết luận là nhớ giúp cô nha. Có hai giá trị. Tức là của x để Giá trị tuyệt đối của x bằng căn 3, đúng không? Và hai giá trị này chính là hai giá trị đối nhau đấy, căn 3 và trừ căn 3 đúng không? Hai số đối nhau đấy. Hay là nói cách khác là hai số đối nhau thì có giá trị tuyệt đối là bằng nhau. Và bài vận dụng 4 này cũng kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn về nhà làm thêm các bài tập trong sách giáo khoa để mình thành thạo hơn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về rách